nó hướng dẫn mình nhá, lên trên mạng ấy, vào cái trang Facebook ok. Ừ, cái trang Facebook ok ấy. Đấy. Bọn trẻ nó gọi là Facebook đấy. Thế là cái mạng xã hội mình mồng thật ý. Mà trên mạng toàn những ảnh cô nào cũng xinh đẹp nuột nà như thế này. Chả trách các ông nhà mình, nó cứ mê tít đi thôi. Lại sắp sửa về nhà chê vợ vừa già vừa xấu đấy. Không biết ông nhà mình có cái mạng này không nhỉ? Mà mẹ đang làm gì đấy hì hục từ nãy giờ? Không. Mẹ chơi game phải không? Không. Mẹ lại chat chip đúng không? Đâu, mẹ có chat chip với ai đâu. Nếu như mà còn tiếp tục tình trạng này ấy, con cắt luôn. Bạn ơi, đây là chợ chứ không phải bố đời. Lại trả lời à? Tao bán bánh đặt chứ không phải hàng chợ. Thích rẻ thì ra chợ mà mua. Chim cút ngay cho chị mày còn bán hàng. Ui giời, láo, láo thật đấy thôi. Làm nào nhỉ? Không mở ra thì mất mặt, mở ra thì anh hùng đấy. Nhưng mà nếu nó xiên cho một phát thì thiệt thân. Con không hiểu giờ này đi đường nào hết cơ chứ lị.